Chưa quay nhá. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Trên tay mình đây đang là chiếc Bphone B86. Và vào ngày hôm qua khi mà mình có lên trang chủ của BKV thì mình thấy rằng là họ nói chiếc máy này sẽ có thời lượng pin trâu lên tới là 1 ngày rưỡi. Vậy thì trong nghe không bằng một thấy, hiện tại thì chúng ta đang có máy ở đây rồi. Vậy thì tại sao chúng ta không thử test pin chiếc máy này để xem nó có thể trụ được 1 ngày hay không? Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Rồi, hiện tại thì đang là 10 giờ 27 phút. Anh em không biết là anh em có nhìn thấy hay không, thế nhưng mà hiện tại là máy của chúng ta đang có là 99% pin. Ban nãy thì mình cũng đã có sạc đủ đầy 100% pin rồi. Thế nhưng mà trong lúc mà mình quay intro cho anh em, nó sụt bố mất 1%, mình không biết lại sao. Nhưng mà không sao, cái đấy nó không ảnh hưởng tới trải nghiệm của chúng ta trong video ngày hôm nay. Thế thì trước khi đi vào cái đánh giá chi tiết ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em một chút về cái thông số của viên pin ở trên cái máy này. Hiện tại chúng ta đang có một cái viên pin là 3000 mAh ở trên chiếc Bphone B86. Thế nhưng mà đó, BKV họ có nói rằng là pin trâu 1,5 ngày thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem là nó có thể trụ được hết ngày hôm nay hay không. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với lại cái thói quen đầu tiên của mình ở trên chiếc Bphone B86 này, đó chính là đọc báo. Thế thì cái việc đầu tiên khi mà mình cầm trên tay chiếc Bphone B86 ấy, đó chính là mình sẽ chuyển hết tất cả những cái điều hướng cử chỉ xuống thành cái phím bấm như thế này. Thì thực ra đây nó là cái thói quen của mình thôi. Trong cái quá trình mà mình sử dụng các điện thoại Android thì mình vẫn chưa làm quen được về cái điều hướng cử chỉ ở trên những cái điện thoại Android. Thì anh em có thể tham khảo chiếc Nokia 7.2 của mình ở đây, hoặc là chiếc Huawei Mate 30 Pro của mình ở đây chẳng hạn, thì mình đều điều chỉnh nó về cái phím như thế này. Đấy, thì thực ra cái này nó là thói quen của mình và mình cũng muốn chia sẻ với anh em thôi. Còn nếu như mà anh em muốn dùng điều hướng cử chỉ thì mình không hề ép anh em, cái đấy nó là quyền lựa chọn của anh em mà. Rồi, vậy thì quay trở lại cái vấn đề chính của video ngày hôm nay, thì bây giờ đang là 10 giờ 35 phút. Thì mình sẽ đọc báo trong tầm khoảng đến 11 giờ và sau đấy thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho anh em về cái thời lượng pin ở trên cái máy này nhá. Và hiện tại đang là 97%. Nói chung là đọc báo thì nó cũng không tốn quá nhiều dung lượng pin của anh em đâu. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề là anh em có thể thấy đây, màn hình các thứ app của mình là nó bị đen hết cả rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử tắt đi bật lại xem thế nào. Và hình như là cái hiện tượng này nó sẽ xảy ra khi mà anh em đúng rồi, khi mà anh em chuyển qua chuyển lại giữa những ứng dụng này. Đó, anh em thấy không? Và sau khi mà mình bấm đa nhiệm các thứ thì mọi thứ đều trở lại bình thường. Bây giờ thì chúng ta đang là 10 giờ 55 phút rồi. Và nope. Ok, không sao không sao. Và chúng ta đang là 10 giờ 55 phút rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là đến văn phòng. Máy của chúng ta thì còn 97%. Mình nghĩ rằng là nếu như đọc báo trong tầm khoảng 5 phút nữa thì nó cũng chỉ xuống tầm 96 thôi. Tại vì thực ra là nó không tốn pin lắm. Rồi. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Hồ Hoàng Cầu và bây giờ thì mình sẽ biểu diễn cho anh em một cái khả năng, đó chính là chụp ảnh góc siêu rộng ở trên chiếc Bphone B86. Và trong cái quá trình cũng như là trong cái sự kiện ra mắt chiếc Bphone B86 ấy, thì bác Quảng bác có nói rằng là 2 camera như 5 camera. Và bản thân chiếc Bphone B86 này thì cũng sẽ không có camera góc siêu rộng. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là chúng ta sẽ chụp góc siêu rộng như thế nào? Thực ra nó rất đơn giản, bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em luôn nhé. Vậy thì để chụp được ảnh camera góc siêu rộng ở trên chiếc Bphone B86 ấy, thì đầu tiên anh em hãy vào cho mình ứng dụng camera đã. Sau đó thì ở phía bên tay trái anh em sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái mục là AI. Anh em bấm mục này, chúng ta sẽ có một cái bước tiếp theo là ảnh góc siêu rộng. Và anh em bấm vào đó thì anh em nó sẽ hướng dẫn cho anh em là anh em sẽ cần phải lia qua lia lại máy như này để chúng ta chụp được 2 bức ảnh. Sau đó nó sẽ gộp lại 2 cái bức ảnh đó trở thành một cái bức ảnh góc siêu rộng, ví dụ như thế này. Vậy thì trước hết thì đối với lại cái khả năng chụp ảnh góc siêu rộng này ở trên chiếc Bphone B86 thì là chúng ta sẽ không cần một cái ống kính góc siêu rộng giống như là những cái điện thoại khác. Bởi vì là Bphone ấy thì họ chỉ có 2 ống kính, thứ nhất là một cái camera chính với lại một cái camera để có thể đo khoảng cách mà thôi. Còn nó sẽ không có camera góc siêu rộng ở trên chiếc Bphone B86. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể chụp được ảnh góc siêu rộng trên cái máy này. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình muốn lưu ý với anh em rằng là nếu như anh em chụp ảnh góc siêu rộng ấy, thì anh em thứ nhất là anh em sẽ cần phải kiên nhẫn. Tại vì là thứ nhất là nó sẽ cần phải mất thời gian để anh em có thể lia qua lia lại máy như này. Và chụp xong thì chúng ta cũng cần phải có thời gian để máy nó xử lý, nó ghép ảnh đó, thì chúng ta mới có thể tạo ra được những cái bức ảnh như thế này. Và đó là cái lưu ý của mình cho anh em. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến văn phòng mua đồ và chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái thử thách thứ 3, đó chính là chụp ảnh bắt từng khoảnh khắc. Thế nhưng mà trước khi mà chúng ta đến văn phòng thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái thời lượng pin.
Hiện tại thì đang là 11:43, là 12 giờ, và hiện tại viên pin của mình nó vẫn đang là 94%. Nói chung là mình cũng thấy khá là ổn đấy. Tuy nhiên thì tí nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt khoảnh khắc để xem là nó sẽ tốn bao nhiêu phần trăm pin nhá. Hiện tại thì mình đã tới văn phòng rồi, và bây giờ thì đang là 12 giờ trưa, anh em có thấy đây. Và hiện tại chiếc Bayphone của mình nó vẫn đang còn tới 92%, có nghĩa rằng là trong 2 tiếng vừa rồi thì nó chỉ sụt có tầm khoảng 7-8% thôi. Và trong lúc mà mình đợi anh cameraman của mình đến ấy, thì mình sẽ để cái Bayphone ở đây timelapse cho anh em xem tầm khoảng nửa tiếng, để xem là sau nửa tiếng thì cái máy này nó còn bao nhiêu phần trăm pin nhá. Và sau đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại một cái tính năng khác cũng rất là hay, đó chính là đóng băng khoảnh khắc. Thế nhưng mà anh em cứ đợi nửa tiếng sau xem thế nào nhá. Ok, ở đây thì chúng ta có rất nhiều các cái tính năng này. Đầu tiên là chụp tài liệu này, toàn cảnh này, quay chậm này, thời gian trôi này. Mình sẽ để nó đây. Thời gian trôi thì chắc là timelapse rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ cắm nó ở đây. Tí nữa nhìn mây trời các kiểu nhá anh em nhá. Rồi, và sau khi mà mình đã timelapse cái máy này trong vòng 30 phút, bây giờ đã là 12:31 rồi. Và hiện tại chiếc Bayphone B86 của mình đã tụt mất tầm khoảng 9-10%, là còn 81% thôi. Và ông cameraman, ông ấy vẫn chưa đến. Thế nên là bây giờ mình chắc là mình sẽ dùng cái máy này một chút, xem video hay đọc báo các thứ nhẹ nhàng để đợi ông ấy đến, rồi tí nữa thì mình sẽ chia sẻ với anh em sau nhá. Ok, và bây giờ thì bọn mình đã có bóng rồi, và bọn mình sẽ đi bơm nước, và toàn bộ quá trình này bọn mình sẽ quay được bằng chiếc Bayphone B86, anh em thấy chưa? Rõ chưa? Đấy. Và hiện tại thì chiếc máy này bọn mình đang setup ở mức là 4K 30 frame. Ok, và anh em để cho anh em biết được rằng là cái chất lượng video nó như nào luôn. Ok, đi thôi. Rồi. Đây chính là những trợ thủ đắc lực của chúng ta trong cái bài test tiếp theo, đó chính là đóng băng khoảnh khắc. Và bây giờ hãy cùng mình test thử nhé. Và hiện tại thì chúng ta đang đến với lại thử thách tiếp theo, đó chính là đóng băng khoảnh khắc bằng chiếc máy này. Và bây giờ đóng băng khoảnh khắc thì không thể thiếu bóng nước, và đây sẽ là và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là khả năng của chiếc máy này sẽ như nào. Và trước khi mà chúng ta đến với thử thách ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em một chút về cái phần trăm pin. Hiện tại thì đang là 1:30, anh em có thể thấy ở đây đó. Và sau khi mà timelapse này, sau khi mà mình dùng được ban nãy thì mình có đọc báo cũng như xem YouTube, thì máy của chúng ta chỉ còn là 64% pin, 64%. Và sau cái bài test này thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là nó còn bao nhiêu phần trăm pin nhá. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ một anh cameraman ném quả bóng vào đây, chờ chuyển động quả bóng để mình sẽ chém quả bóng đấy. Bình tĩnh nhá. Có mấy quả rồi đấy, không có nhiều đâu, được chưa? Ném nhẹ nhàng thôi. Ok. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ôi, ướt hết quần rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thử cái lần cuối cùng. Thì ban nãy bọn mình thử ướt hết cả quần, cả áo rồi. Không sao. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng là bắt được cái khoảnh khắc cho anh em xem. Được chưa? 3, 2, 1. Ném chưa rồi. Ném chưa đó? Rồi, và bạn vừa xong thì mình vừa mới... Mình nghĩ là có lẽ là thực tế nhất là đây, để cho anh em thấy được rằng là người mình đã ướt hết rồi. Thế nhưng mà cái mà quan trọng nhất, cái mà mình mong muốn là nó chụp được nhất là khoảnh khắc. Thế nhưng mà hiện tại là nó vẫn chưa được, có thể là do... có thể là do mình... cái nó nhận được cái chuyển động của mình mà nó chưa nhận được cái chuyển động của quả bóng chăng. Đấy, thì hiện tại là bọn mình đã thử khoảng 4 lần nhưng mà vẫn chưa lần nào thành công cả. Và bây giờ bọn mình sẽ thử đến lần thứ 5. Còn 2 quả bóng nữa thôi. Thì bọn mình vừa mới đấy, anh em thấy rằng nguyên quả bóng nước vào mặt mình rồi. Bây giờ thì mình cũng chưa biết là khoảnh khắc nó như nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử xem nhá. Ui. Ai da. Rất là ok đấy chứ, đúng không ạ? Đó, anh em thấy rằng là nó bắt được đúng những cái tia nước nó bắn ra này. Đấy, rất là tốt. Và đây là ảnh gíp này. Đây là thì nếu như mà anh em chưa biết thì khi mà chúng ta bật cái chế độ này lên, khi mà nó nhận được chuyển động ấy, nó sẽ chụp rất nhiều tấm ảnh. Cụ thể là khoảng tầm 12-13 tấm. Đó, anh em thấy không? Bắt được đúng cái khoảnh khắc này luôn. Đấy, xịn sò. Thế nhưng mà như mình đã nói, ban nãy có thể là do mình đứng xa quá, hoặc là do nó nhận nhầm cái chuyển động của mình.
Tuy nhiên thì sau đấy thì mình đã đứng gần vào và ném một cách cực kỳ mạnh. Lúc đấy thì chúng ta đã bắt được những khoảnh khắc rồi. Rồi, thì đó là về cái bài test của chúng ta, rất là nhanh gọn thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem về cái phần trăm pin nào. Ui, bây giờ là máy thì chúng ta chỉ còn là... Đấy. Máy của chúng ta chỉ còn là 55%. 55%, có nghĩa rằng là từ 10 giờ sáng đến bây giờ, đến 2 giờ kém là chúng ta đã dùng được nửa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về văn phòng và mình phải đi sấy đồ đã. Và anh em có thể thấy rằng là mình vừa mới ném nguyên cả một quả bóng nước của người, thành ra bây giờ người nó rất là ướt. Thì trong lúc mà mình sấy tóc cũng như sấy người thì mình sẽ dùng cái Bayphone B86 này nhẹ nhàng một chút, chắc là xem video hoặc là đọc báo gì đấy thôi. Và hiện tại là máy của chúng ta đang có là 54%, như mình đã nói ban nãy. Thì sau tầm khoảng một tiếng nữa thì mình sẽ chia sẻ với anh em kỹ hơn về cái thời lượng pin của chúng ta nhé. Còn bây giờ thì mình phải rồi, hiện tại thì đang là 4:30, 16:24. Và nói chung là trong cái đợt, trong cái khoảng thời gian vừa rồi, tất nhiên là mình không dùng Bayphone thường xuyên. Mình còn phải làm việc cũng như là mình còn phải làm nội dung các thứ nữa. Và tất nhiên là mình cũng đã để cho máy nó nghỉ một chút. Thì hiện tại là máy của ta đang có là 44% pin. Và theo như cái trong cái phần cài đặt thì mình xem ở cái phần dung lượng pin ấy, thì nó ghi là sẽ hết pin cho tới là 9 giờ tối. Và bây giờ thì mình sẽ đến với lại cái bài test cuối cùng, chính là mình sẽ chơi game. Và mình sẽ chơi những cái tựa game từ nhẹ cho đến nặng trong tầm khoảng nửa tiếng để xem là máy nó của chúng ta sẽ còn bao nhiêu phần trăm pin. Và sau khi chúng ta chơi game xong thì liệu rằng cái thời lượng pin này nó có còn đến 9 giờ tối nó mới hết pin hay không. Ok, bây giờ thì mình đã test xong game ở trên cái chiếc Bayphone B86 này rồi. Nhìn chung thì có một vài điều mình muốn chia sẻ với anh em. Trong cái lúc mà mình test game ở trên chiếc Bayphone B86 ấy, thì như mình đã nói, mình đã bật cái chế độ game mode này. Cùng với đó là cái lúc mà mình test game là tầm khoảng 45%. Thế nhưng mà cái chế độ game mode này nó giống như kiểu là một con dao hai lưỡi vậy. Nó sẽ khiến cho cái trải nghiệm của anh em nó trở nên mượt mà hơn. Thế nhưng mà từng phút một, nó giống như kiểu là từng phút là 1% pin nó ngã xuống vậy. Nó rất là sót. Và đây, anh em có thể nhìn cái biểu đồ pin của mình. Hiện tại thì máy của mình chỉ còn là 24% pin sau nửa tiếng mình chơi Subway Surfer cũng như là Call of Duty Mobile. Thì đây, mình sẽ cho anh em xem cái thông số cụ thể. Call of Duty Mobile thì mình đã chơi tầm khoảng là 22 phút. Còn đối với lại Subway Surfer, mình chơi 2 game thôi. Subway Surfer thì mình sẽ chơi tầm khoảng 6 phút. Và như mình có chia sẻ, từng phút một là 1% nó ngã xuống và bây giờ mình chỉ còn 24% thôi. Và bây giờ mình còn 5 giờ chiều, có nghĩa rằng là chúng ta còn chưa cả hết một ngày. Mà anh em thấy đấy, mình đã nói ngay từ đầu là BKV họ quảng cáo rằng là với viên pin 3000mAh này thì chúng ta có thể trụ được một ngày rưỡi. Và kết quả như thế nào thì chúng ta cũng đã biết rồi. Và có lẽ là đến thời điểm này thì mình sẽ phải mang cái máy này đi để sạc pin thôi. Thì đó là một ngày của mình với chiếc Bayphone B86. Thì sau đây sẽ là một vài những cái lưu ý cũng như là những cái điểm ấn tượng của mình về chiếc máy này. Thứ nhất là về cái khả năng chụp ảnh. Thì như mình đã nói, cái khả năng bắt chuyển động của nó rất là tốt. Đi kèm với nó là chúng ta có thể chụp ảnh góc siêu rộng này, chúng ta có thể chụp ảnh chân dung xóa phông này, vân vân và vân vân này. Và nói chung là đúng như bác Quảng nói, cái khả năng chụp ảnh ở trên cái máy này nó thể hiện rất là tốt. Và có lẽ đây là một trong những cái điểm mà mình ấn tượng nhất ở trên cái máy này. Cái thứ hai đó chính là mình nghĩ rằng nếu như anh em nào sử dụng cái máy này một cách gọi là bình thường, có những cái nhu cầu nhẹ nhàng, ví dụ như là lướt web, xem YouTube, Facebook hoặc là chụp ảnh nhẹ nhàng thôi, không phải là chuyên nghiệp, thì mình nghĩ rằng cái máy này hoàn toàn có thể chụp được cho anh em một ngày. Còn nếu như anh em nào có một cái nhu cầu gọi là hardcore hơn, ví dụ như là chụp ảnh chuyên nghiệp, kiểu setup các thứ để bắt khoảnh khắc vân vân và vân vân. Thứ hai là anh em cần phải quay video 4K, hoặc là anh em chơi game nặng như mình chẳng hạn, hoặc là anh em cần có một cái gọi là hay bật chế độ game mode ấy, thì mình nghĩ rằng là với cái máy này anh em sẽ khá là khó để có thể trụ được trong suốt một ngày làm việc. Bởi vì là về cơ bản, thứ nhất là cái máy này nó cũng sẽ chỉ có 3000mAh thôi. Và thực sự nếu như mà cái máy này được tầm khoảng 4000 hoặc 5000 thì mình nghĩ rằng là mình hoàn toàn có thể tự tin tư vấn cho anh em là cái máy này hoàn toàn có thể trụ được một ngày. Thế nhưng mà Bayphone họ có quảng cáo rằng cái máy này trụ được hẳn một ngày rưỡi, thì mình nghĩ rằng là với 3000mAh thì nó sẽ khá là khó. Rồi thì đó là về những cái chia sẻ của mình về chiếc máy này, về tất cả những cái điểm
mà mình ấn tượng, cũng như là về cái thời lượng pin ở trên chiếc Bphone B86. Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc máy này thì anh em hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Anh Em TV. Bởi vì sắp tới bọn mình sẽ còn có rất nhiều những thanh niên khác để mình có thể trải nghiệm cho anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Còn đây chính là bạn Bông Bông Vlog mới cắt tóc. Đấy, đẹp trai, đẹp trai. Và cũng là người đã set đèn này rất đẹp cho mình. Thank you. Một cái dòng nữa hiện đây. Subscribe Bông Bông Vlog. Rồi, ok. Xin chào nhé. Bye bye.